Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em Clam 100 tóc cần có kêu là Daily Swap nha các bạn. Chạy con này chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. Để Clam được thì các bạn copy con sắt này các bạn. Các bạn cần có một ít phí BNB ra các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate các bạn ra nè. Xuống chọn BNB Smart Chain nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nhận nút gỡ nè các bạn. Rồi bạn bắt vào địa chỉ người nhận nha các bạn. Bạn dán vào các bạn. Rồi số lượng thì bạn ghi không nha các bạn. Bạn bấm nút tiếp tục. Mình sẽ mất phí mạng là 0.0001 BNB các bạn, khoảng 0.34 đô, khoảng rất là rẻ luôn các bạn. Rồi bạn gỡ các bạn. Ok, sau khi các bạn đã gỡ xong thì các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Các bạn bắt đáp giấy lại. Bạn thoát ra, các bạn bắt đáp lại. Rồi sau khi nó mã hóa xong thì các bạn sẽ bấm vào, bạn sẽ gặp được tóc cần Daily Swap token, các bạn nhấp vào các bạn. À, mình đã nhận được 100 tóc cần Daily nha các bạn. Tóc cần này chưa list sàn các bạn, hiện tại nó cho các bạn Clam free đi, sau này biết đâu nó lên sàn giá cao thì ngon nha các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.